Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế giới bảo mật chúng tôi xin giới thiệu các bạn đó là cái bộ máy quét RFID được dùng trong ứng dụng trong kho bãi thông minh. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là cái bộ RFID này là của hãng Enbin. Thì nó sẽ gồm hai bộ phận, đó là anten và đầu đọc reader. Thì đây mình đã kết nối sẵn cái anten ở đây với cái đầu đọc reader. Rồi, ở đây là cái dữ liệu mình đổ về là sẽ đổ về cho máy tính, nên mình sẽ cắm thẳng trực tiếp cái cổng kết nối đó là Ethernet. Và đây là cái dây nguồn của máy Enbin ở đây. Thì giờ mình sẽ tiến hành, mình các bạn thấy là cái quy trình hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên ở đây là mình sẽ kết nối với cái đầu đọc reader này. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành mình quét một số nhãn cái RFID. Rồi, ở đây thì là trên phần mềm đã báo đó là những cái tem nhãn ở đây đã được đọc hết rồi. Thì mình kết thúc quá trình quét ở đây. Ở đây nó sẽ có, đó là mình những cái tem nhãn ở đây của mình là cùng một loại, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái tem khác nhau. Ở đây là cùng một loại tem nhãn barcode ở đây. Và bên này đó là cái tem RFID. Sẽ có ở đây có 9 loại khác nhau. Thì từ đây mình có thể là xuất một số cái thông tin báo cáo về cái đơn hàng mình xuất hoặc là đơn hàng mình nhập. Thì ở đây phần mềm ở đây có thể là mình chỉnh thêm về cái tần số của cái máy quét. Thì mọi chi tiết về cái sản phẩm RFID này thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế giới mã vạch để được hỗ trợ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.